Có một chuyện mình chưa bao giờ kể cho các bạn. Mình có một thằng bạn thân hồi học cấp 3 có tên gọi là Larry. Vâng, không phải là tên tiếng Việt bởi vì nó là một thằng nước ngoài. Và mình đã mất liên lạc với nó đến bây giờ cũng phải gọi là hơn 10 năm rồi. Nhưng mình mới nhận được một thông tin, đó chính là thằng Larry, nó đã xuất hiện trong tựa game Let's Find Larry. Thôi bỏ đi. Thôi được rồi, nói chung là đây là cái tựa game Let's Find Larry này. Là một tựa game mình thấy rằng ở đây khá là nổi về cái độ tươi sáng và độ thú vị của nó. Và nhiệm vụ của chúng ta có lẽ là phải đi tìm là thằng Larry ở trong cả một cái thành phố to lớn. Đấy. Ok, để xem nào. Đây, để xem nào. Đây chắc chắn không phải là thằng Larry bởi vì mình không nhớ mặt nó trong cái này. Hello, tên của tao là Findo. Tao thích tìm mọi người, rất là vui. Để tao giới thiệu mày, nút điều khiển nhé. Bấm nút A hoặc D trên bàn phím đi. Ồ, bấm A với D là sẽ xoay được cái bản đồ. Còn một thứ nữa thôi, đó chính là... Hello, ở đây này, có vẻ khá là khó nhìn đúng không? Bấm chuột phải để phóng to. Ồ, và khi mình đã phóng to rồi, mình bấm chuột trái vào nó là mình sẽ tìm được nó. Ok, có lẽ đây là cách để mình tìm ra thằng Larry các bạn ạ. Công viên à? Một ngày thật đẹp, tôi đi dạo trong công viên và tôi thấy hắn, thấy nó. Tôi không bao giờ quên được mặt của nó. Người bạn thân nhất từ trường cấp 3, Larry. Đây, 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 chắc chắn đây là Larry rồi. Mình không gặp thằng này trong vòng nhiều năm rồi. Đấy, mười mấy năm rồi các bạn ạ. Thật tuyệt vời khi được gặp mày, Larry. Ồ, ok, công viên của chúng ta như này hả? Có mỗi một cái ghế đá thôi hả? Đâu xem nào. You found Larry. Mình đã tìm thấy Larry nhưng mà, ê... Larry ơi, thời gian đã làm gì mày này? Cuộc đời này đã bất công với mày lắm hay sao mà sao đầu mày hói lông lốc vậy? Chị này tưởng mày là một ông chú 30 tuổi. À ừ đúng rồi, nếu mà nó học cùng trường mình thì bây giờ nó 30 tuổi là đúng rồi mà. Ờ à, ok, thôi được rồi, tìm Larry là vui rồi. Ủa, điều đây. Ơ, à, lại phải tìm Larry tiếp à? Larry bây giờ nấp ẩn nấp ở trong cả một cái đống người như này. Từ, để mình nhớ thế nào. Larry, cái mặt của Larry. À đây, 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 đây. Larry. Rồi, mày tưởng mày trốn được tao hả Larry? Tao đến gặp mày đây, không phải là vì tình bạn đâu, mà vì 30.000 mày vay tao hồi lớp 11. Mày xin tiền, mày vay tiền tao để mày mua bánh mì trứng với cả sờ tinh mày uống. Mà bây giờ mày chưa trả tiền tao. Mày biết rằng là 30.000 mà cách đây mười mấy năm đến bây giờ nó giá trị như nào không? Hả hả? Mày nghĩ mày trốn được á? Đây đúng không? À không, được. Ê, trông giống lắm nhá. Mày đúng không? Ê, không phải Larry đây rồi. À, một thằng chỉ là một thằng khác có kiểu tóc giống Larry thôi. Giờ mày không trốn được đâu con trai. Mày không trốn được đâu con trai. Nào, à, mày chạy à? Mày chạy đâu con sâu? 30.000 chứ 1.000 cũng phải nôn ra đây. Nào, mày đã trốn đâu rồi Larry? Mày nghĩ mày trốn được á? Tao nắm cái thành phố này như lòng bàn tay rồi. Mày nghĩ mày trốn được sao? Đâu rồi? Giờ đợi tí, tao có siêu kính lúp. À, à, không phải. Nhìn tưởng không phải. Đây đúng không? Không phải à, trông giống lắm mà. Ê, thằng khứa Larry này. Mày chơi kiểu đầu cũng giống người bình thường, giống mấy bọn này cơ. À không phải là mày giống nó mà là chúng nó giống mày. Ê, đúng là cái thị trấn này trông kinh dị thật chứ. Ê, trông mày giống lắm nha. À, chuẩn luôn. Chỉ cần thấy cái mồm của mày thôi nhá. Này, kể cả mày bịt mắt, tao cũng thấy cái mồm há to hốc của mày. Đó, cái mồm to đùng, cái mồm mà ăn giọng 30.000 của tao. Mày trốn đi đâu? Ê, à, đông quá nha. Không sao, cái mặt của mày là tao đã quen lắm rồi. Rồi, từ. Các bạn ơi, các bạn mắt tinh, các bạn tìm hộ mình phát. Nếu bạn nào đang xem trên TV á, màn hình to, nhìn cho mình phát nhá, chứ mình đang không thấy thằng... Mình đang cần đòi tiền thằng này các bạn ạ. Rồi, các bạn giúp mình phát đi. Bạn nào giúp được mình tìm thằng Larry sớm nhất thì mình sẽ chia cho các bạn một nửa số tiền nó đang nợ mình nhá. Rồi. À... Mày giỏi nữa đi. Tìm được Larry. Let's go. Wow. Ê, hey, có thấy thằng nào nó ở góc bên phải đúng không? Vừa thấy có một thằng ở góc bên dưới cùng bên phải xong. Wow. Càng lúc càng đông. Ok. Không sao. Ui. Ê. Ủa gì đấy? Sao lại... Ok. Nhạc đang vui vẻ tự dưng tắt đi. Rất nhiều những xe cảnh sát. Rồi những cái tấm hình truy nã. Ủa? Ủa game lỗi à? Ờ, đây đúng không? Không phải. Ủa sao vừa nãy game bị gì nhỉ? Hơi khó hiểu nha.
Kệ đi, chắc là game lắc lác thôi. Nào, mày Larry, mày trốn đi đâu? Mặt mày. À, mày nấp này. À, mày nhìn cái gì? Ê. Có cái gì ạ? Ở trên nóc tòa nhà này các bạn ơi. Cái rõ ràng đây là một thằng người đúng không? Hả? What? Ok, thế giới này có vẻ hơi lỗi nha. Nãy thì hiện hình sai, giờ thì lại là không tải được hình nhân vật. Rồi, Larry. Ê, nhìn này giống rồi nha, nhưng mà tóc nó màu xanh. Và theo không, có cái thằng hám mắt mở rồi mồm há đâu. Tóc hai bên nó màu xanh, còn thằng Larry thì mình nhớ tóc nó màu nâu đen đen. Đấy, nhầm là chết. Nhầm nhọt là sao trồng trọt luôn. Kiểm tra lại phát. Nó là hay chui ở trong mấy cái chỗ đông người lắm này. Đó. Ê, bắt đầu mình thấy hơi ghê ghê mặt của mấy thằng này rồi nha. Mặt chúng nó cứ cười nhe răng ra này, cười nhăn nhó, nhăn nhở, không biết là ý đồ gì. Thằng khứa Larry này nó chui chỗ nào được ta? À, ảo ma thật chứ. Dò mà dò hết các khung luôn, không có thằng... đây rồi, đôi giày. Mày chạy đâu hả Larry? Mày tưởng mày chui trong cửa hàng hoa mà mày trốn được á? Mày ra đây cho tao. Đúng rồi đó, nhạc có vẻ vui vẻ đấy. Chắc là tới sắp tới lúc là mình sắp lấy được tiền rồi. Nào, Larry. À, ê, sao dạo này Larry You found Larry. Thì đây, đây không phải hiệu ứng âm thanh phù hợp để mà thông báo chiến thắng nha. Đúng rồi, nhạc phải vui thế chứ. Nào, mày đâu, mày trốn đi đâu. Thằng này, mày không trốn kỹ hơn đi nhỉ? Lại đây mày trốn kỹ lắm mà. You found Larry. Ê Larry ơi, tỏi thật nhá. Cái trí tưởng tượng, sự sáng tạo của mày bỏ hết đâu rồi? Mày trốn đâu? Mày trốn trong nhà vệ sinh rồi mày trốn như này à? Ok, kia là mặt Larry đúng không? Còn đây là máu. Cái gì này? Buồng vệ sinh này. Có ai thấy hắn ta không? Mẹ tôi rồi Larry ơi. Ê Larry ơi. Hey, can't you see someone's in here? Oh, không phải à? Alo. Thế là mình nhầm à? Vãi trộm. Trời ơi. Ít nhất ông phải kéo quần lên chứ. Trời ơi, thấy hết cả hàng họ rồi. Rồi như vậy mình phải mở từng cửa ra. Ủa nhưng mà đâu có đâu. Ủa ảo ma nhở? À quên. À đây quên, mình có xoay được mà. Mày trốn đi đâu? Larry, mày trốn đi đâu? You found Larry. Ôi. Mày không biết mày đang làm gì đâu. Mày với chúng nó à? Ôi trời ơi, để tao biết đi. Ê Larry ơi, nãy giờ trông mày cu te lắm mà sao tự dưng mày phóng to lên, mày ôm đầu vào tao vậy? Tao mới thằng ôm đầu này, đau đầu vì nhà giàu này, đau đầu vì thiếu tiền đây này. Ok, mình hơi thắc mắc nha. Có vẻ như là thằng Larry này bản thân nó cũng đang bị truy đuổi bởi một nhóm người hay một tổ chức nào đó thì phải. Và như thật ra mình cũng không hoàn nhiên lắm đâu, bởi vì mà trốn ở trong xe ô tô à? Mà trốn xe ô tô mà trốn được à? Mà trốn nữa? Cái loại mà mày đi cái loại mà đi vay nợ rồi bùng như mày á, không phải mình tao được, không cho có mình tao đuổi theo mày là đúng rồi, chắc chắn sẽ còn nhiều chủ nợ bám theo mày. What the hell? Và Larry bây giờ có trốn lên trên một cái, trốn qua một cái khu thành phố bỏ hoang à? Cái Larry ơi, mày trốn hơi lạ rồi nhá. What? Lại một lần nữa, rất nhiều những cái bóng người màu đen đen xuất hiện ở trên mái nhà. Rồi như vậy có thể thằng Larry, mình đoán là nó đang nấp ở trong một cửa sổ nào đó. Từ, để dò. Ủa sao khi không cho mình đi vậy? Ủa sao tự dưng lại thẳng này? Gì vậy? Ủa? Có cái gì? Ôi! Ơi! Ơ thằng này đi! Ơi! Mình vừa đưa nó đi xong chạy vào đây!
có một xe ô tô đến. Bốn người xuống xe. Ê, hình như là đây bọn này là cũng là một bọn chủ nợ nữa hay sao á. Đến đòi nợ thằng Larry này thì phải. Và bọn họ cứ ở đây thôi hả? Ô! Chết mẹ. Ôi! Thằng nào đây? Nó biết mình đã theo dõi Larry và nó đang... Ê, đừng bảo là Larry... Đừng bảo là Larry thuê bọn mày để xử tao nha. Wow, shit. Gì đây bro? Một khứa già khọm hút thuốc. Đội hút đi. Mày làm gì? Mày định lấy 30 nghìn của tao á? Lấp nhau mày luôn này. Để ý thấy là mày đang theo dõi ai đó khá là ghê đấy. Bọn tao cũng thích tìm người. Mày có nhận ra con chuột này không? Đúng là đội chủ nợ rồi. Có anh ơi, anh em mình là cùng tìm đúng một mục tiêu anh ơi. Tao biết nó ở gần, tao có thể ngửi được mùi của nó, đánh hơi được nó. Bọn tao muốn có vài lời gửi tới nó. Anh ạ, à, em cũng thế, em cũng muốn gửi vài lời cho nó. Và mong muốn nó gửi lại vài tiền cho em. Nó là một thằng khốn chó chết. Rất là khó khăn để có thể tìm được theo dấu vết của nó. Nhưng mà mày có vẻ tìm được nó hay đấy. Theo đuôi nó đi. Nếu mày biết điều gì tốt cho mày, mày sẽ dẫn bọn tao tới thẳng với nó. Ok anh ơi. Larry isn't here. Larry không có ở đây. Ok. Ủa, sao bông dưng tối én này? Mất dấu Larry rồi. À, tôi cần phải đi vệ sinh. Ủa cái gì ấy? Không, nhưng mà mình mà dùng kính lúp á là mình sẽ nhìn được rõ hơn. Đúng không? Là cái ánh sáng sẽ rõ hơn để mình nhìn. Larry, where are you? Oh, adu, mình mở mấy cái thùng rác này ra được. À, Larry, mày tưởng mày trốn trong thùng rác là mày chạy được à? Không được đâu con trai. Tu bi không tình yêu. Mày đâu rồi? Chắc chắn là mày đang trốn trong một mấy cái thùng rác này. Larry isn't here. Larry không có ở đây. Cái gì nữa? Sao lại Larry không có ở đây? Rồi cái nhà gì đây mà xxx thế này? Là cái nhà gì đây? À đồ. Mày trốn chỗ này, mày giữ cái nắp này không cho tao mở à? Mày mở ra. Mở ra. Mày đi ở đây. Nào, mày chạy đi. Ủa? Mày thấy bọn chúng rồi đúng không? Nghe nè, ở đây đâu phải Larry đâu. Bọn chúng đã cướp mất gia đình tôi. Bọn chúng đã bắt cóc gia đình tôi. Tôi không biết bọn chúng đã làm gì. Và bây giờ, bọn chúng đã đến bắt tôi. Bọn chúng không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi đi đâu, bọn chúng đều theo dõi tôi đấy. Bọn chúng không bao giờ dừng lại. Không. Không có lối thoát nào cả. Cứu tôi với. Tôi sắp chết rồi. À! Làm như tao quan tâm ấy. Tao chỉ quan tâm đến 30.000 của tao thôi. Bọn chúng ở đây rồi. Gian chủ nợ đã tới. Hay quá. Ok, lại là cái ông già đứng mũ len này. Chỉ ra nó trốn chỗ nào đi. Làm đi nào, hẳn trương. Nó trốn ở đâu? À đù. Ai da, vậy là mình phải chỉ điểm ông đó à? Vâng, có vẻ như là không còn cách nào khác rồi. Mình bắt buộc phải chỉ đạo thôi. Rồi, ok. You found Larry. À đù, nó chính là Larry. Tao tưởng là thằng nào. À, tao tưởng là một thằng khác. Mày đội cái nắp thùng rác vào là tao tiểu nhầm. Rồi, mày xác định đi. Ủa, ok, câu lạc bộ này hơi ghê ấy nha. Và thằng Larry, mày đứng ở giữa câu lạc bộ này, tưởng tao tìm ra mày à? Hóa ra lại, đây là câu lạc bộ kiểu là giày đầm. Đấy. Và bọn này, ok, bọn này ăn mặc hơi lạ nha. Kiểu mặc đồ này hơi dị. Đấy, nhưng mà mày nhảy nhót như nào chăng nữa, tao có tìm được mày thôi Larry ạ. Mày không trốn ở đâu. Ok. Giữa một đàn đeo mặt nạ như này, thằng Larry rất dễ nhận ra vì nó là thằng không có đeo mặt nạ.
nên là mình tìm vào nó sớm thôi. Nào. À, mày trốn đi đâu được nhỉ? Trốn đâu được nhỉ? Sao thằng nào đấy cũng giống nhau này? Á, nhạc là rất là căng cực. Cũng căng. Nhưng mà vấn đề là tao đây không phải để nghe nhạc nhá. Tao để tìm ra tiền. Rồi. Ê đù, thằng này nó trốn kỹ thật chứ các bạn ơi. Hay có khi nào là nó cũng đội mặt nạ không ta? Không, nếu mà nó đội mặt nạ thì khó quá. Hóa ra nó đội mặt nạ thật à? Ok, mày hét nữa đi. À đù, nó trốn ra ngoài, nó trốn ở cửa sau của cái hộp đêm. Và nó ở đây. You found Larry. Ok, mày đã tìm ra Larry mà nó chạy mất tiêu rồi. What the hell? Ui, tôi mom này. Ui. À đù. Tôi thấy mất tiêu được đó kìa. Hay vậy. You found Larry. À, đúng là hay không bằng hên. Rồi, bây giờ lại thế rồi, lại nữa rồi. Mình nghi là có thể là nó đang nấp ở trong một cái... Ôi trời, what the hell, bấm vào cái ăn luôn. Quá đỉnh vãi ạ. Hello anh già. Tốt lắm. Thằng ngu đấy đã chạy vào tòa nhà phía trước mặt rồi. Bọn ta đã bẫy được nó ở trên tầng thượng. Đây là đã đến lúc rồi anh em. Mày sẽ có một góc nhìn cực kỳ đẹp khi nhìn nó trên tầng thượng. Cầm cái này đi. You found 50 caliber sniper rifle. Tại sao? Ê, tôi bây giờ tôi cầm kính lúp nha. Tôi chỉ muốn tìm ra Larry để tôi đòi được tiền thôi. Chứ tôi không có muốn là dùng khẩu súng này để soi nó đâu. Chức năng soi là của cái kính lúp đủ rồi. Ôi trời ơi. Wow. Chết tôi rồi. Tưởng rằng là kính lúp. Nhưng mà là kính nhắm của súng nhắm ạ. Chết tôi, Larry ơi, thôi ta xin lỗi. Ta xin lỗi Larry. Nhưng mà tao cũng phải lo cho mạng sống của tao nữa. Ôi rồi Larry ơi, 30.000 đấy, tao sẽ xóa nợ cho mày nhá. Mày không cần phải đâu. Xin lỗi Larry, lỗi của tao. Lỗi của tao vì tao quá giỏi trong việc tìm ra mày. Đâu mày, mày đứng lại đâu. Tao khóc bây giờ đã, mày đứng lại coi. Mày này Larry. Ok. À đù, một viên chưa chết. Trời ơi, mình không headshot. Thằng khốn kiếp. Ouch. Đau quá nha. Hay lắm thằng nhóc. Mày không biết là bọn tao đã bám theo thằng khứa đấy bao lâu rồi đâu. Ui, ơi, ơi, ơi. Rồi, bây giờ bẫy nó rồi. Chạy đâu con sâu. Mày trốn hơi lâu rồi nha. Tao đã dành ra nửa cuộc đời để săn được mày. Ủa gì ơi, thằng Larry này. Mình đang thắc mắc là nó nợ ông này bao nhiêu tiền để mà bị ông này dành cả nửa cuộc đời đuổi nó. Hết giờ rồi con ơi. Willy Mac. Là gì? Nhưng tôi chỉ là Larry thôi mà. Cấm mồm đấy. Tháo mặt nạ ra. Là gì? Thằng khốn kiếp. Thì tao nghe là cảnh sát bắt được mày và đã cho mày vào tù. Nó là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tao. Bởi vì tao nghĩ rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ tới. Khoảnh khắc mà tao cho một viên đạn xuyên thẳng qua cái xương sọ của mày. Wow. Ôi! À! Anh dài mũ lên! Ai cả đạ, thằng Larry này hóa ra nó là một tên sát nhân đã. Wow! Thế quái nào! Mà một mình nó cân sạch cả đội! Tôi chỉ cần cầm một con dao thôi! Mà nó có thể cân được cả một cái biệt đội có súng và đông người! Chạy qua chạy lại và đây là... Đừng bảo là đây là cái... Cái mặt của cái ông ấy nhá! À!
Không, đây là cái mặt nạ. Cái mặt nạ thằng sát nhân này nó đội vào, nó giả vờ là Larry. Mày không thể để tao yên được đúng không? À đù, Larry, Larry là tao nè, là bạn từ trường cấp 3. Mẹ rồi, tao này hoàn toàn là một con quỷ á. Nó đã tiêu diệt Larry rồi. Và nó lấy cái da mặt của Larry để nó trùm lên, để nó giả vờ là Larry. Trời ơi, thế thì 30.000 của mình sao mà đòi được nữa. Trời ơi, nghĩ rằng là tao đã làm rất tốt rồi, nhưng mà cho đến lúc mày tới và phá hỏng tất cả mọi thứ, có vẻ như là tao cần một nơi mới để trốn. À, tao tự hỏi là liệu mày có hét nhiều như thằng đó hét không. Mình vào trong trò chơi. Ôi, mình vào trong thế giới luôn kìa. Ôi, ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ê, là bây giờ mình phải trốn khỏi có cái thằng con quỷ ấy đúng không? Sao trốn? Thôi, chắc là ra cái chỗ lửa lửa đi, chỗ ánh sáng. Ui, 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 ui. Chết tôi rồi. Có đường nào thoát ra khỏi đây không? Ai à. Oh shit! Oh shit! Holy shit! Holy fucking shit! What the fuck? Distressing news coming from the quiet town of Middlewood this morning. Tin rất là ám ảnh đến từ thị trấn Yên Bình Middlewood sáng nay. Where a dismembered body of a man was discovered today in Middlewood Park. Một cái xác bị chặt ra nhiều mảnh của một người đàn ông đã được tìm thấy ở trong công viên Middlewood. Dò xét công viên và tìm ra được những cái túi rác mà đã được chôn ở dưới lòng đất. Trash bags containing severed body parts. Những cái túi rác này chứa những bộ phận cơ thể. Attempts to identify the body have proven difficult, as the authorities state that the face of the man had been removed. Để có thể nhận dạng được những cái cơ thể này rất khó khăn, bởi vì những cái chính quyền nói rằng là khuôn mặt của cái người đó đã bị gỡ bỏ ra. Hình ảnh ghê rợn của cái vụ án mạng này làm nhắc liên tưởng đến vụ án Willie Mack đã ám ảnh thị trấn trong nhiều năm vì những vụ án mạng 17 nạn nhân từ năm 1996 đến 1999. Một số những cái vụ án mạng, vụ gây án ghê rợn nhất xảy ra ở thị trấn Middlewood. In the year 2001, trong năm 2001, hắn đã bị bắt và đã bị kết án tù trung thân. Tuy nhiên, vừa năm ngoái, thằng Mack này tưởng rằng đã chết khi một cái xe chở tù nhân đang chở thằng khứa này bị đâm gặp tai nạn và đốt cháy. Cảnh sát Middlewood sẽ đưa ra thông báo chính thức sớm thôi. Nhưng bây giờ hãy đưa cho Tom đến phần thời tiết. Ủa, tôi ghét cái việc này vãi. Ủa, cái gì ấy? Oh yes, thanks Jerry. It's gonna be a beautiful day, folks. Sunny spells. Ừ đúng rồi, cảm ơn Jerry nhá. Hôm nay sẽ là ngày rất đẹp và wow. Wow. Ok, câu chuyện này nó không thể ngờ được thằng khứa. Cảm ơn bạn đã chơi game. Yeah, ok. Một trò chơi mình thấy cũng khá là thú vị đấy. Rồi cái nhạc mày lại xuống nữa. Đến cuối game rồi mà mày lại còn cho cái nhạc đấy là ý gì? Mày lại bảo là cho hù vẫn nữa. Ồ, đoạn cuối nha. Nó hiện ra một cái gì đó đúng không? Xong rồi nó tắt đi luôn. À, nghi ngờ quá ta. Như vậy là kết thúc trò chơi này rút ra được hai điều. Nhất, nếu mà mình đã lỡ cho ai đó hay là vay tiền hồi xưa thì tốt nhất là không nên đòi, bởi vì sẽ xảy ra điều thứ hai, rất có thể sẽ có một thằng quỷ, một con quỷ nào đó sẽ đội lốt người đấy và chỉ chờ mình tới để xiên mình. Rồi, cứ tưởng rằng chỉ là một trò chơi tìm bạn đơn thuần vui vẻ giải trí, nhưng mà không, giật mình mấy phát luôn ạ. Thôi, từ nay là không bao giờ đi đòi nợ ai nữa đâu. Tốt nhất là thời gian đấy á, mình dành ra để mà làm việc kiếm tiền, ví dụ như là ở bên video này tự mở một trang trại gà, lai tạo, kết hợp chúng nó lại để khiến cho chúng nó trở thành những con gà đột biến và bán phân của tụi nó để kiếm được $1,000,000. Mình làm được đó như thế nào thì các bạn bấm vào video này là sẽ biết nhá. Mình sẽ gặp các bạn ở bên video đó nha.